chúng ta sẽ giới thiệu tiếp về các thiết lập cơ bản ở trong môi trường làm việc. Bình thường ra thì khi mà chúng ta chọn một công cụ hoặc là chúng ta chọn một đối tượng thì thanh property nó sẽ hiển thị các thông tin hoặc là những vấn đề liên quan tới cái đối tượng hoặc là công cụ mà chúng ta chọn đó. Tuy nhiên là khi chúng ta không chọn cái gì cả hoặc là chúng ta đang chọn pick tool thì nó sẽ hiển thị những cái gì liên quan tới môi trường và các cái thiết lập chế độ làm việc. Ví dụ như là nó đang khai báo với chúng ta là gì đấy ạ? Khuôn khổ của cái trang giấy làm việc là A4. Đơn vị đo cụ thể kích thước là bao nhiêu? Khổ giấy là đứng hay là ngang? Đơn vị đo là mm hay cm hay là cái gì đó. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái phần nó gọi là nút distance, hay là ở các phiên bản thấp hơn thì nó gọi là nút offset, và một phần nữa là duplicate distance, một phần nữa là các cái thiết lập để chọn các đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ xem một số vấn đề như sau. Khi mà chúng ta không muốn cái kích thước này nữa, chúng ta muốn đổi sang một cái kích thước khác, thì các bạn sổ danh sách ra và các bạn chọn cho tôi một cái khổ mới, thì chúng ta có thể thiết lập lại luôn cái kích thước cái trang sản phẩm của chúng ta. Hoặc giả vẫn cái kích thước này nhưng tôi muốn đổi đi một tí thôi, thì chúng ta sẽ bôi đen vào đây, chúng ta cho một tham số mới vào, và lúc này thì nó sẽ không khai báo theo khổ chuẩn nữa mà nó sẽ nhận diện rằng đây là custom, đây là một cái khổ đặc biệt. Các bạn đang khổ đứng mà các bạn muốn chuyển sang khổ ngang thì các bạn bấm vào đây để các bạn thiết lập chuyển khổ, đúng không? Đang đứng thành ngang. Đơn vị thì thôi, đơn giản rồi, không nói. Tuy nhiên còn mấy cái này thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm như sau. Khi tôi có một đối tượng, để mà chọn nó thì tôi bấm vào đối tượng, tôi sẽ chọn được. Tuy nhiên ở trên này các bạn lưu ý là chúng ta có một cái icon gần cuối cùng này. Nếu như nó đang nhấn xuống thì các bạn có thể chọn các đối tượng một cách dễ dàng. Tuy nhiên nếu mà bây giờ tôi không nhấn cái này xuống, tôi sẽ không chọn được đối tượng một cách dễ dàng như thế nữa. Tại vì là sao? Tại vì là thực ra cái đối tượng này là chưa có bề mặt. Cái chỗ mà chúng ta kích vào là chúng ta đang kích vào một vùng rỗng, do đó chúng ta không chọn được đối tượng, mà buộc lòng là chúng ta phải kích đúng vào cái đường viền của nó thì lúc đó chúng ta mới chọn được. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn chọn những đối tượng mà chưa tô bề mặt ấy một cách dễ dàng thì hãy nhớ là bấm vào một cái khu vực trống như này để hiện lên các cái thiết lập, và các bạn nhớ nhấn cái nút này xuống cho tôi. Nhấn nút này xuống thì kể cả trong này chưa tô, các bạn bấm vào đúng khu vực của nó là các bạn sẽ chọn được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nút distance này là cái gì, hoặc là ở các phiên bản thấp hơn nữa thì nó sẽ gọi là nút offset. Đây là cái thiết lập giúp cho chúng ta dịch chuyển một đối tượng một khoảng cách chính xác là bao nhiêu bằng bàn phím, bằng cái phím mũi tên trên bàn phím. Bình thường vừa nãy là chúng ta làm gì? Chọn đối tượng, sau đó chúng ta sẽ kéo đối tượng sang vị trí mới. Đấy là thao tác thủ công, chúng ta di chuột bằng tay, chúng ta kéo đối tượng bằng tay. Tất nhiên trong đối tượng bằng tay như này thì các bạn nhớ cho tôi thêm một cái thao tác, là khi mà các bạn kéo, các bạn giữ thêm phím shift cho tôi thì nó sẽ giữ cái dịch chuyển của chúng ta theo một cái đường ngang, không bị lượn lên xuống. Hoặc là nếu mà kéo lên xuống thì nó cũng sẽ không bị lượn trái lượn phải. Đấy. Thế còn khi mà tôi không muốn là di chuyển bằng chuột mà tôi lại muốn di chuyển bằng bàn phím và di chuyển một cái quãng đường một cách chính xác là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ làm bằng bàn phím. Tất nhiên là sẽ phải chọn đối tượng này, nhưng mà trước đó chúng ta muốn khi dịch chuyển cái đối tượng này dịch chuyển một quãng đường bao nhiêu thì chúng ta bôi đen vào đây, cho tôi một con số vào đây. Ví dụ tôi muốn nó dịch chuyển 100mm chẳng hạn, thì tôi đánh con số vào đây, sau đó tôi mới chọn một đối tượng và tôi sẽ sử dụng phím mũi tên trên bàn phím phải này, trái này, xuống này, lên này. Đấy, chúng ta bấm mũi tên theo chiều nào thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ dịch theo chiều đó, và dịch bằng đúng cái con số mà chúng ta đã điền vào trong cái trường gì đấy ạ, trường nút distance. Đấy, như thế là chúng ta biết thêm một cái cách là thiết lập để dịch chuyển chính xác một đối tượng đi bao nhiêu xa bằng cái phím mũi tên trên bàn phím.
Thế còn cái trường còn lại này là cái gì? Trường còn lại này là duplicate distance. Thì chúng ta có thêm một cái lệnh nữa là để nhân bản một cái đối tượng. Mà lúc này thì nhân bản không phải bằng thao tác là dịch chuyển và bấm phím phải chuột nữa, mà dùng lệnh. Lệnh nằm ở đâu? Lệnh nằm ở đây. Edit duplicate hay là phím tắt là Ctrl D. Với phím này khi tôi nhấn chuột thì cái đối tượng gốc của chúng ta sẽ bị dịch chuyển đi một quãng đường nào đó, sau đó thì nhân bản lên. Và chúng ta muốn nó nằm cách bao nhiêu thì chúng ta sẽ can thiệp vào. Mặc định của chương trình thì nó để cho chúng ta là 5mm theo chiều ngang, 5mm theo chiều dọc, để tránh xa, tránh dịch ra một chút so với lại cái bản gốc, để nhận ra đâu là bản gốc, đâu là bản sao. Đây ví dụ tôi chọn này, nhấn Ctrl D này. Nếu đây là cái thao tác lần đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta xác nhận lại có đúng là sử dụng cái tham số gốc của chương trình hay không. Nếu thích thì các bạn có thể thiết lập một con số khác, nếu không thì ok là xong. Thì đây các bạn sẽ thấy là bản sao được tạo ra và dịch một góc độ so với bản gốc. Đấy. Còn nếu mà bây giờ tôi không thích tham số này, tôi sẽ điền cái con số cụ thể vào đây. Ví dụ tôi muốn nó dịch đi theo chiều x, theo chiều ngang là 200, theo chiều này là 0, không lên xuống mà chỉ dịch theo chiều ngang thôi. Ví dụ thế. Sau đó thì tôi bấm vào đây, tôi dịch. Đó. Thì là chúng ta đã thấy rất rõ là nó dịch rồi đúng không? Nhưng bây giờ tôi nhấn Ctrl D này. Đấy, thì nó vừa dịch và nó vừa nhân bản luôn. Muốn dịch chiều x bao nhiêu, dịch chiều y bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhập con số vào đây. Thì lúc nhân bản nó sẽ dịch theo đúng tham số mà chúng ta yêu cầu. Đấy là tham số để điều chỉnh duplicate. Nhưng ngoài cái duplicate này ra thì chúng ta còn có thêm một cái lệnh nữa. Nó xuất phát từ duplicate. Đây bây giờ các bạn quan sát lại cái này cho tôi. Đó là lệnh clone. Lệnh clone này là một cái biến thể của lệnh duplicate. Nhân bản rồi, tạo ra các bản sao rồi, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với lại bản gốc. Đây các bạn quan sát nha. Ví dụ tôi tô cái này có màu đỏ nhá. Ok. Bây giờ tôi mới chọn đối tượng này, tôi Ctrl D. 1 2. Cái này có khác gì với lại cái lệnh duplicate vừa rồi không? Nó chính là duplicate. Nào bây giờ tôi lại lấy một cái đối tượng. Bây giờ tôi đặt xuống đây. Bây giờ thay vì lệnh Ctrl D, tôi sẽ sử dụng clone. Nó nhân bản theo cái thao tác vừa rồi của tôi. Đó. Bây giờ các bạn để ý này, đối với lệnh ngang là duplicate rồi nhá, tôi chọn cái đối tượng này, tôi tô nó màu khác. À từ từ, tôi chọn cái đối tượng gốc, tôi tô màu khác, tô màu vàng nhá. Ok. Đối tượng duplicate có gì thay đổi theo không? Không đúng không? Ctrl Z lại. Bây giờ tôi ngược lại là tôi chọn cái đối tượng nhân bản và tôi tô màu vàng, thì cũng chỉ có thằng đó thay đổi thôi, còn cái thằng bên kia không dính dáng gì hết. Bây giờ chúng ta mới so sánh với cái thằng duplicate và thằng clone này, xem nó khác nhau nào. Tôi chọn cái đối tượng mẹ, đối tượng gốc. Bây giờ tôi tô cho màu xanh, thì các bạn sẽ thấy là cái thằng con phát sinh ra từ thằng đấy cũng bị đổi màu theo. Ok. Bây giờ tôi làm ngược lại là tôi chọn cái thằng xanh này, à thằng con này mà tôi tô màu, thì thằng con đổi màu và không tác động đến thằng mẹ nữa. Bây giờ lại chọn lại thằng mẹ, tô màu khác, không tác động đến thằng con. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ thấy giữa lệnh clone và lệnh duplicate thì nó có điểm giống và có điểm khác như sau. Khi chúng ta thực hiện clone hay là duplicate thì đều từ một đối tượng gốc, nó sẽ sinh ra các đối tượng phát sinh sau nó, và về mặt nguyên tắc là nó giống hệt nhau. Tuy nhiên duplicate thì nó giữ độc lập giữa cái đối tượng phát sinh và đối tượng gốc, còn clone thì nó duy trì một mối dây liên hệ giữa đối tượng gốc và đối tượng phát sinh ra. Và khi mối tương quan đó vẫn còn thì đối tượng gốc thay đổi như thế nào thì đối tượng con nó sẽ thay đổi theo đúng như thế về mặt thuộc tính. Nhưng nếu mà chúng ta thay đổi đối tượng con thì cái mối liên hệ đó sẽ bị ngắt đứt, sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đấy.
Đây, xem kỹ lại một lần nữa nha. Đối tượng trên, công tròn đề 1, 2, ok. Đối tượng này, clone. Đó. Giết clone này thì nó cho phép chúng ta là làm một lần thôi. Đấy. Thì đấy là một cái điểm khác. Đó. Bây giờ này, thay đổi màu của cái gốc này, xanh này. Thay đổi màu của gốc này xanh này đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó khác biệt nhau ở chỗ đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi chủ động tôi thay cái thằng con này trước thì mối quan hệ này bị cắt đứt. Bây giờ tôi tô thằng mẹ như thế nào thằng con không bị thay đổi theo nữa, thì có một chút những cái tham số mà chúng ta cần phải lưu ý như thế. Thế ngoài ra thì tôi cũng nói thêm đó là ngoài những cái thuộc tính cơ bản dính dáng tới hình, ví dụ đây là cái hình chữ nhật, thì những cái thao tác cơ bản về thuộc tính của nó vừa nãy chúng ta đã nói. Tuy nhiên nó còn có một phần này nữa các bạn lưu ý ở đây. Chúng ta sẽ có một số các tham số mà được điều chỉnh ở trên thanh property thay vì việc là làm việc bằng tay. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây có mấy trường. Object position là chỉ cái địa chỉ hay là cái vị trí chính xác của đối tượng ở trên bản vẽ. Ở đây chúng ta sẽ thấy là x là 48,539, y là 156,587. Nó đo từ đâu? Nó đo từ điểm gốc là dưới chân này này, dưới chân bên trái này này. Nó dịch lên bao nhiêu đấy để tính trục y. Từ đây nó dịch sang bên phải để tính trục x cho cái đối tượng. Đấy. Thế và kích thước thì nó đưa vào đây. Chúng ta lại có hai cái phương pháp. Một là tôi co duỗi bằng gì đây ạ? Bằng chuột, một cách thủ công ở đây để tôi thay đổi kích thước của một đối tượng. Nhưng tôi cũng có thể làm sao đây ạ? Điền một con số trong trường này. Trường này gọi là trường object size. Ví dụ bây giờ cho nó thành ra là 100 thôi. Đấy, 100. Ví dụ như này thì chúng ta sẽ có gì đây ạ? Kích thước thay đổi đúng không? À đây, nhân đây thì chúng ta sẽ thấy xem là cái vấn đề gì ạ. Thuộc tính về màu là đã bị ngắt rồi, nhưng khi tôi thay đổi size của cái đối tượng mẹ thì đối tượng con cũng thay đổi theo đấy nhá. Tức là đứa con mà thay đổi cái gì thì cái quan hệ của nó đối với mẹ sẽ bị ngắt đi cái đó. Đấy, vừa nãy là chúng ta đổi màu trước thì lúc đó quan hệ về màu không còn nữa. Nhưng mà khi tôi thay đổi kích thước của cái mẹ thì cái con cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng bây giờ tôi thay đổi kích thước của cái con thì không liên quan đến mẹ nữa. Đấy. Thế và các bạn nhìn thấy nó có hai thứ. Một thứ là size mang tính vật lý, là có một con số và đơn vị đo cụ thể là bao nhiêu. Nhưng đồng thời nó còn tính toán thêm bằng một cái tham số nữa là phần trăm. Phần trăm này ở đâu ra? Khi tôi vẽ một đối tượng ra thì cái đối tượng này sẽ được gán luôn cái kích thước là 100%, tức là vừa sinh ra mày có kích thước bao nhiêu thì đấy chính là kích thước chuẩn và nó được coi là 100%. Và ở đây chúng ta cũng có một cái khóa, nếu cái khóa này đóng thì khi mà tôi thay đổi một cái phần kích thước nào đó thì cái phần kia nó sẽ được tự động tính toán theo nếu như chúng ta ra giảm bằng con số ở trên này. Còn tất nhiên là kéo thủ công thì không tính. Đấy, kéo thủ công thì nó không khóa. Nhưng mà riêng về gia giảm bằng tham số thì chắc chắn là một trường thay đổi thì trường kia sẽ thay đổi theo. Theo cái trường hợp mà cái khóa này vẫn còn khóa. Còn nếu mà tôi bỏ khóa này đi, mở khóa ra thì cái này thay đổi bao nhiêu thì nó chỉ thay đổi cái đấy thôi. Và các bạn lưu ý rằng là ngoài cái vấn đề là trục tọa độ nó nằm ở góc này ra, trục tọa độ 0,0 nằm ở góc này ra, thì tọa độ của cái đối tượng này nó được tính ở đâu? Các bạn nhìn cái mô hình này nhá. Nhìn cái mô hình ở đây, Object Origin. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái mô hình trông giống như là 9 cái hình vuông được sắp xếp ở đây. Và các bạn sẽ để ý là có một hình được tô màu đen. Cái hình tô màu đen đó chính là cái giá trị gọi được tính gọi là gốc của đối tượng. Đấy, chính đó là cái tâm đây này. Nhưng các bạn có thể thay đổi giá trị của nó bằng cách là các bạn bấm vào đâu?
bấm vào đâu thì nó sẽ lại tính toán lại là cái tọa độ gốc tính toán của cái đối tượng đó nó nằm ở đấy. Đấy, bình thường ra thì nó đang nằm đúng tâm. Thì đấy là một vài cái thao tác mà chúng ta cũng cần phải nắm được khi mà chúng ta làm việc với lại cái đối tượng, các đối tượng ở trong môi trường làm việc của Corel. Như vậy là chúng ta biết thêm một vấn đề, đó là thiết lập các cái hỗ trợ về môi trường làm việc ở trên thanh property khi mà chúng ta không chọn đối tượng nào cả. Đấy, còn khi chúng ta chọn đối tượng thì có một vài cái về mặt tỷ lệ, về mặt vị trí, về mặt phần trăm thì là chúng ta có thể can thiệp, chúng ta có thể sửa đổi nó trên thanh option này, trên thanh property này.